đảng vẫn không yên. Chuyện ông giáo sư tương lai tuyên bố bỏ đảng, đáng lý phải được tung hô cho thắng lợi của phong trào từ đảng mà làng dân chủ đã hô hào trong vô vọng nhiều năm nay. ấy như ngược lại, ông tương lai bị ném đá tơi bời, thi thoảng giới dân chủ lại lôi ông ra thoá mạ, trầm trích đủ kiểu. Đối với giới trí thức cấp tiến thì xem như ông tương lai đã hết tương lai sau khi tuyên bố bỏ đảng của Nguyễn Phú Trọng để về với đảng của Bác Hồ. Bởi như thế, hóa ra bao công lao họ lên án chủ nghĩa cộng sản, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản thành công cốc. Đến cả người tưởng như giác ngộ nhất của họ, với rất nhiều bài viết tuyên bố chống đảng đến cùng, hóa ra vẫn yêu đảng, yêu vị lãnh tụ đã khai sinh ra đảng cộng sản. Chỉ là hơn giận lãnh đạo đảng hiện nay định khai trừ mình, đã không quan tâm đúng mức tới mình mà thôi. Như ông Nguyễn Bá Trổi của Dân Làm Báo trong bài viết Hãy để yên cho giáo sư tương lai được tương lai đã thóa mạ giáo sư tương lai vốn được chúng kỳ công thổi phồng là trí thức phản tỉnh hàng đầu Việt Nam nay chẳng bằng những đứa rốt đặc cắn mai như thằng cu cái hiểm và rỉa giói ông tương lai tuyên bố như vậy là che chắn để sống còn mà có chút tương lai và đề nghị làng dân chủ hãy để yên cho giáo sư tương lai được tương lai Phía dưới bài viết của Nguyễn Bá Trổi, làng dân chủ tiếp lời ông Trổi, nhảy chôm chôm lên chửi ông tương lai cho đã. Một chị ví ông tương lai, đấu tranh mà vừa rốt vừa hạn chế thì về bán đít em Ngọc Trinh cho tiến bộ dần chứ ảo tưởng gì làm lực lượng chính trị đối lập. Một trí thức dân chủ khác, ông Phạm Xuân Phú bình luận. Cái ông giáo sư này đúng như nhiều thằng trí thức cộng sản khác, nhân cách thật tầm thường nếu không muốn nói là thật khốn nạn. Bị làng dân chủ cờ vàng tẩy chay đến như vậy, thế mà nghe nói ông tương lai đang được Lê Công Định và không ít nhà dân chủ trong nước như câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng vẫn ngày ngày cầu cạnh ông tương lai với hy vọng vào uy tín và ảnh hưởng của ông tương lai để khởi xướng lập đảng mới và họ sẽ đầu quân cho cái đảng đó. Hóa ra với những nhà dân chủ như Lê Công Định, cái làng dân chủ cờ vàng chỉ là chỗ trú chân, kiếm view, like và tiền còn họ không hề đặt hy vọng gì vào khả năng lật đổ và chống phá gì ở đồng bọn của mình cả đồng nghĩa với việc làng dân chủ ngày càng phân hóa mục ruỗng bề ngoài thì thân thớt nói cười bên trong thì không hề tin tưởng nhau không theo lý tưởng của nhau biết đâu bác hồ mới là biểu tượng của họ